Chào mừng các em đến với giờ học giáo dục công dân khóa 7. Các em thân mến, cách thức học tập online như sau. Chỉ theo dõi và lắng nghe hết phần bài giảng. Đến cuối bài giảng, giáo viên sẽ yêu cầu các em chép phần nội dung bài học vào vở. Đầu tiên, các em chuẩn bị trước mặt gồm có sách giáo khoa, vở ghi bài và bút. Chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp bài 17 Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tiết 2. Ở tiết trước, chúng ta đã học một la mã thông tin sự kiện, hai la mã nội dung bài học. Một nhỏ, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Hai nhỏ, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Ba nhỏ, Bộ máy nhà nước. Nhắc lại kiến thức cũ ở tiết trước, cô sẽ cho các em câu hỏi. Em hãy điền tên cơ quan còn thiếu trong sơ đồ trên. Sơ đồ phân cấp bộ máy nhà nước cấp trung ương gồm có Quốc hội, Chính phủ. Chấm hỏi, phần chấm hỏi này các em sẽ điền vào. Kế tiếp, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Bộ máy nhà nước cấp tỉnh, thành phố thuộc trung ương. Chấm hỏi, Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố. Tòa án Nhân dân tỉnh, thành phố. Chấm hỏi, bộ máy phân cấp nhà nước cấp quận, huyện, thị xã, Hội đồng Nhân dân quận, huyện, thị xã, chấm hỏi, Viện Kiểm sát Nhân dân quận, huyện, thị xã, bộ máy nhà nước cấp phường, xã, thị trấn, Hội đồng Nhân dân phường, xã, thị trấn, chấm hỏi. Ở phần chấm hỏi này các em sẽ điền vào giùm cô. Sau đây là đáp án của sơ đồ phân cấp bộ máy nhà nước. Phần chữ màu đỏ là phần điền vào ô trống. Cấp trung ương, phần điền vào là phần Tòa án Nhân dân tối cao. Cấp tỉnh, thành phố thuộc trung ương, phần điền vào là phần Hội đồng Nhân dân tỉnh, thành phố và Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, thành phố. Bộ máy quận, huyện, thị xã, phần điền vào ô trống là Ủy ban Nhân dân quận, huyện, thị xã. Bộ máy phường, xã, thị trấn, phần điền vào là Ủy ban Nhân dân phường, xã, thị trấn. Vậy thì sau khi chúng ta tìm hiểu được nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do ai, vì ai và do đảng nào lãnh đạo, cũng như chúng ta đã tìm hiểu được bộ máy nhà nước bao gồm những cơ quan nào, thì hôm nay chúng ta sẽ học tiếp phần 4 nhỏ trách nhiệm. Chúng ta sẽ tìm hiểu trách nhiệm của nhà nước cũng như trách nhiệm và nhiệm vụ công dân ra sao. Chúng ta sẽ tìm hiểu ở phần tiết thứ 2. Trước tiên, chúng ta sẽ tìm hiểu phần chức năng nhiệm vụ của Quốc hội. Chúng ta sẽ tìm hiểu thế nào là Quốc hội. Quốc hội là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất do nhân dân bầu ra và được nhân dân giao cho nhiệm vụ trọng đại nhất của quốc gia. Nhiệm vụ làm hiến pháp và sửa đổi hiến pháp, làm luật và sửa đổi luật, quyết định các chính sách cơ bản về đối nội, kinh tế, xã hội, tài chính, an ninh, quốc phòng, v.v. và về đối ngoại của đất nước, quyết định những nguyên tắc chủ yếu về tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước và hoạt động của công dân theo Điều 83 và 84 Hiến pháp Việt Nam năm 92. Theo Hiến pháp Việt Nam năm 1992, Điều 83 quy định Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quốc hội là cơ quan duy nhất có quyền lập hiến và lập pháp. Quốc hội quyết định những chính sách cơ bản về đối nội, đối ngoại, nhiệm vụ kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của đất nước, những nguyên tắc chủ yếu về tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước, về quan hệ xã hội và hoạt động của công dân. Quốc hội thực hiện quyền giám sát tối cao đối với toàn bộ hoạt động của nhà nước. Điều 84 quy định, Quốc hội có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây. 1. Làm hiến pháp và sửa đổi hiến pháp, làm luật và sửa đổi luật, quyết định chương trình xây dựng luật, pháp lệnh. 2. Thực hiện quyền giám sát tối cao việc tuân theo hiến pháp, luật và nghị quyết của Quốc hội, xét báo cáo hoạt động của Chủ tịch nước, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. 3. Quyết định kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của đất nước. 4. Quyết định chính sách tài chính tiền tệ quốc gia, quyết định dự toán ngân sách nhà nước và phân bổ ngân sách nhà nước, phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước, quy định sửa đổi hoặc bãi bỏ các thứ thuế. 5. Quyết định chính sách dân tộc của nhà nước. 6. Quy định tổ chức và hoạt động của Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân và chính quyền địa phương.
ta sẽ tìm hiểu tiếp chức năng nhiệm vụ của chính phủ. Chính phủ là cơ quan chấp hành của Quốc hội, do Quốc hội bầu ra, là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất, có nhiệm vụ bảo đảm việc tôn trọng và chấp hành hiến pháp và pháp luật, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thống nhất quản lý việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của đất nước, đảm bảo ổn định và nâng cao đời sống vật chất và văn hóa của nhân dân. Theo Điều 109 và 112 Hiến pháp Việt Nam năm 92. Và đây là Điều 109 của Hiến pháp năm 1992 quy định về chính phủ. Các em có thể tham khảo Điều 112 Chính phủ có những nhiệm vụ và quyền hạn nào. Tiếp, chúng ta sẽ tìm hiểu chức năng và nhiệm vụ của Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân. Hội đồng Nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương do nhân dân địa phương bầu ra và được nhân dân địa phương giao nhiệm vụ đảm bảo thi hành nghiêm chỉnh hiến pháp và pháp luật ở địa phương, quyết định về kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục, an ninh 3 chấm của địa phương. Theo Điều 119 và 120 Hiến pháp năm 1992. Và sau đây là Điều 119, Điều 120 Hiến pháp Việt Nam năm 1992. Các em có thể tham khảo. Ủy ban Nhân dân là cơ quan chấp hành của Hội đồng Nhân dân do nhân dân bầu ra, là cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, chịu trách nhiệm chấp hành hiến pháp, luật, các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên và nghị quyết của Hội đồng Nhân dân theo Điều 123 Hiến pháp Việt Nam năm 1992. Và đây là Điều 123 Hiến pháp Việt Nam năm 1992. Chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp chức năng nhiệm vụ của Tòa án Nhân dân, Tòa án Quân sự và Viện Kiểm sát Nhân dân. Tòa án Nhân dân, Tòa án Quân sự là cơ quan xét xử của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tòa án Nhân dân xét xử công khai và quyết định theo đa số. Theo Hiến pháp Việt Nam năm 1992, Điều 127 quy định, Tòa án Nhân dân tối cao, các tòa án nhân dân địa phương, các tòa án quân sự và các tòa án khác do luật định là những cơ quan xét xử của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trong tình hình đặc biệt, Quốc hội có thể quyết định thành lập tòa án đặc biệt ở cơ sở, thành lập các tổ chức thích hợp của nhân dân để giải quyết những việc vi phạm pháp luật và tranh chấp nhỏ trong nhân dân theo quy định của pháp luật. Điều 131 quy định, Tòa án Nhân dân xét xử công khai trừ trường hợp do luật định, Tòa án Nhân dân xét xử tập thể và quyết định theo đa số. Viện Kiểm sát Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp, góp phần đảm bảo cho pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất. Theo Hiến pháp Việt Nam năm 1992, Điều 137 quy định, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao kiểm sát việc tuân theo pháp luật của các bộ, các cơ quan ngang bộ, các cơ quan khác thuộc chính phủ,
các cơ quan chính quyền địa phương, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và công dân thực hành quyền công tố, bảo đảm cho pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất. Các viện kiểm sát nhân dân địa phương, các viện kiểm sát quân sự, kiểm sát việc tuân theo pháp luật thực hành quyền công tố trong phạm vi trách nhiệm do luật định. Và sau đây là sơ đồ phân công bộ máy nhà nước. Các em nhìn vào màn hình, bộ máy nhà nước bao gồm có các cơ quan quyền lực đại biểu của nhân dân, cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan xét xử và cơ quan kiểm sát. Câu hỏi: bộ máy nhà nước ta gồm có mấy loại cơ quan? Mỗi loại cơ quan có những cơ quan cụ thể nào? Đáp án: bộ máy nhà nước gồm có 4 loại cơ quan. Đó là các cơ quan quyền lực đại biểu của nhân dân gồm có Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp. Cơ quan hành chính nhà nước gồm có Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp. Cơ quan xét xử gồm có Tòa án nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân địa phương và Tòa án quân sự. Cơ quan kiểm sát gồm có Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân địa phương và Viện kiểm sát quân sự. Vậy thì theo các em, trách nhiệm của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là gì? Chúng ta sẽ đi vào phần 4 nhỏ của hai la mã: trách nhiệm. Trách nhiệm của nhà nước là bảo đảm và không ngừng phát huy quyền làm chủ của nhân dân, giữ gìn và nâng cao đời sống ấm no, tự do, hạnh phúc của nhân dân, bảo vệ tổ quốc và xây dựng đất nước giàu mạnh. Vì sao Quốc hội được gọi là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân và là cơ quan quyền lực nhất? Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân vì Quốc hội do nhân dân bầu ra thông qua các cuộc bầu cử. Quốc hội đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất vì Quốc hội là cơ quan duy nhất có quyền làm hiến pháp, ban hành các bộ luật, quyết định các chính sách cơ bản về đối nội và đối ngoại của đất nước. Vì sao Hội đồng Nhân dân được gọi là cơ quan đại biểu của nhân dân địa phương và là cơ quan quyền lực nhất nước ở địa phương? Hội đồng Nhân dân là cơ quan đại biểu của nhân dân địa phương vì Hội đồng Nhân dân do nhân dân địa phương bầu ra và được nhân dân địa phương giao nhiệm vụ. Hội đồng Nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương vì Hội đồng Nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước chịu sự quản lý của Quốc hội, thay mặt Quốc hội đảm bảo thi hành nghiêm chỉnh hiến pháp và pháp luật ở địa phương. Vì sao Chính phủ được gọi là cơ quan chấp hành của Quốc hội? Chính phủ là cơ quan chấp hành của Quốc hội vì Chính phủ là cơ quan hành chính nhà nước do Quốc hội bầu ra. Chính phủ chịu trách nhiệm trước Quốc hội trong việc đảm bảo tôn trọng và chấp hành hiến pháp, pháp luật. Vì sao Ủy ban Nhân dân được gọi là cơ quan chấp hành của Hội đồng Nhân dân? Ủy ban Nhân dân là cơ quan chấp hành của Hội đồng Nhân dân vì Ủy ban Nhân dân là cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương do Hội đồng Nhân dân bầu ra, chịu trách nhiệm chấp hành hiến pháp, luật, các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên và nghị quyết của Hội đồng Nhân dân. Công dân có quyền và nghĩa vụ gì đối với nhà nước? Chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp 4 nhỏ phần trách nhiệm của công dân. Là giám sát, góp ý kiến vào hoạt động của cơ quan nhà nước, thực hiện tốt chính sách pháp luật của nhà nước, bảo vệ các cơ quan nhà nước, giúp đỡ cơ quan nhà nước thi hành công vụ. Câu hỏi: em hãy cho biết tên các cơ quan có thẩm quyền giải quyết các công việc sau. A. Đăng ký hộ khẩu thường trú. B. Sửa đổi hiến pháp, luật. C. Xét xử các vụ án quân sự. D. Giải quyết các vụ ly hôn. Đáp án: A. Đăng ký hộ khẩu thường trú là do Ủy ban Nhân dân địa phương nơi gia đình cư trú. B. Sửa đổi hiến pháp, luật là do Quốc hội. C. Xét xử các vụ án quân sự là do tòa án quân sự. D. Giải quyết các vụ ly hôn là do tòa án nhân dân địa phương giải quyết. Các em lấy tập vở ra ghi bài.
Bài 17, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tiết 2. Hai La Mã, nội dung bài học. Bốn nhỏ, trách nhiệm. Các em ghi hết phần trách nhiệm vào tập giùm cô.
chúng ta sẽ cùng nhau làm bài tập B sách giáo khoa trang 59. Theo em, những cơ quan nào trong bộ máy nhà nước ta được gọi là cơ quan đại biểu của nhân dân và là cơ quan quyền lực nhà nước? Cơ quan nào là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất? Đáp án: những cơ quan đại biểu của nhân dân và là cơ quan quyền lực nhà nước đó là Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp, tỉnh, thành phố, quận, huyện, thị xã, thị trấn, ba chấm. Trong đó, Quốc hội là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất. Bài tập C, trang 59. Những cơ quan nào được gọi là cơ quan hành chính nhà nước? Cơ quan nào là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất? Đáp án: những cơ quan hành chính nhà nước là Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp, tỉnh, thành phố, quận, huyện, thị xã, thị trấn, ba chấm. Trong đó, Chính phủ là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất. Bài tập D, trang 59. Em hãy chọn câu trả lời mà em cho là đúng. Chính phủ làm nhiệm vụ: 1. Biểu quyết thông qua hiến pháp, luật. 2. Tổ chức thi hành hiến pháp, luật. Chính phủ do: 1. Nhân dân bầu ra. 2. Quốc hội bầu ra. Ủy ban nhân dân do: 1. Ủy ban nhân dân cấp trên bầu ra. 2. Nhân dân bầu ra. 3. Hội đồng nhân dân cùng cấp bầu ra. Đáp án: Chính phủ làm nhiệm vụ tổ chức thi hành hiến pháp, luật. Chính phủ do Quốc hội bầu ra. Ủy ban nhân dân do Hội đồng nhân dân cùng cấp bầu ra. Chào tạm biệt các em. Chúc các em học tốt.